Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao một người kia có hai con trai? Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Lời khen Chúa. Kính thưa anh chị em, nhân dịp mà ngày hôn phối của hai anh chị Nguyễn Văn Minh và chị Teresa Âu Thị Bạch Yến giữ cộng đoàn chúng ta đây, thì lời Chúa hôm nay mà chúng ta vừa nghe cũng giúp cho chúng ta trở về gia đình của mình, gia đình giữa chúng ta với nhau, rồi gia đình của Thiên Chúa, có Thiên Chúa là cha, chúng ta là con. Và cái câu cuối của bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Tức là Chúa Giêsu ngài đang nói về các Pha-ri-sêu, các kinh sư. Họ luôn luôn họ nghĩ rằng họ là những con người đạo đức, những con người gương mẫu, và họ cũng nghĩ rằng họ không có tội gì cả. Và vì thế mà họ không có tin vào cái sứ mạng rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả. Khi mà ông đến, ông rao giảng mọi người hãy sám hối, hãy căng tin, hãy sửa chữa cái con đường trong tâm hồn của mình để đón chờ Đức Chúa đến. Rồi tiếp theo Chúa Giêsu ngài cũng đến. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là mời gọi người ta hãy biết ăn năn, sám hối và tin vào tin mừng. Sở dĩ Chúa đến, Chúa mời gọi con người chúng ta ăn năn sám hối bởi vì con người chúng ta đang sống trong bóng tối của tội lỗi, của sự chết. Và Thiên Chúa ngài yêu thương con người chúng ta, ngài đến ngài muốn cứu độ chúng ta, ngài ban cho chúng ta cái sự sống của ngài. Cái ơn cứu độ mà chúng ta được đón nhận, chúng ta vẫn nói đó là một cái hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Nghĩa là Thiên Chúa ngài đi bước trước, ngài đến với chúng ta. Không phải ngài mình tốt lành, mình đạo đức, mình thánh thiện mà Chúa đến với mình, Chúa yêu thương mình, không phải. Ngay khi chúng ta còn là tội nhân, Chúa đi bước trước, Chúa đến, Chúa ngỏ lời yêu thương chúng ta và Chúa thực hiện cái ơn cứu độ cho chúng ta qua mầu nhiệm thánh giá của Chúa. Và hôm nay Chúa mời gọi chúng ta ý thức được rằng ơn của Chúa, ơn cứu độ là ơn nhưng không, nhưng mà ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta đáp lời bằng một nỗ lực, bằng cái cố gắng của mỗi người chúng ta trong đời sống của mình, là một người con ở trong gia đình có Thiên Chúa là cha. Và câu chuyện dụ ngôn mà hôm nay Chúa Giêsu kể về một người cha, ông nói với hai người con của mình là hãy đi vào làm vườn nho cho cha. Cái người con thứ nhất ban đầu tỏ ra không có đồng ý, còn không có muốn, nhưng mà sau đó anh ta hối hận, anh ta lại làm theo ý của người cha. Và cái hình ảnh của người con thứ nhất này, đó là những con người tội lỗi mà Chúa Giêsu nói là những người thu thuế, những cô gái điếm. Họ đã ý thức được cái
lỗi cái tội của mình và đã sám hối, đã quay trở lại và được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Còn người con thứ hai tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời khi mà người cha nói đi vào làm trong vườn nho cho ông, thì thưa ngài con đây, nhưng mà không có làm theo. Nói thì nói như vậy mà không có làm theo. Thì chúng ta thấy có một cái khoảng cách, ta nói có cái khoảng cách rất xa từ lời nói, từ cái lỗ tai cho đến cái đôi tay. Nhiều khi nói rất hay, nói rất giỏi, nói rất nhiều, nhưng mà thực hiện không có bao nhiêu cả. Cho nên qua lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta nhận ra một điều rằng Thiên Chúa ngài luôn yêu thương chúng ta, là một người cha, ngài luôn ngỏ lời với chúng ta. Ngài ngỏ lời với chúng ta đi là vào trong vườn nho của Chúa, nghĩa là chúng ta đi vào làm vườn nho của Thiên Chúa, tức là chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa, cộng tác với ơn Chúa với những gì có thể của chúng ta, từ thời giờ, khả năng, tiền của, tất cả những cái gì mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta biết cộng tác với Chúa bắt đầu từ trong đời sống gia đình của mình. Khi chúng ta vào làm vườn nho của Chúa, chúng ta sống trong đời sống ơn gọi gia đình. Chúng ta biết yêu thương nhau, chúng ta biết hy sinh cho nhau, chúng ta biết quan tâm cho nhau. Và có khi chúng ta là người con thứ nhất, mình không có nghe theo lời dạy, lời mời gọi của người cha, chúng ta từ chối. Khi mà người cha muốn chúng ta sống yêu thương, chúng ta sống hy sinh, thì chúng ta lại sống chia rẽ, chúng ta sống hận thù, chúng ta loại trừ lẫn nhau. Và có khi chúng ta là người con thứ hai, chúng ta dạ dạ vân vân, có khi chúng ta vẫn nói rằng cái đời sống đức tin của chúng ta nó không dừng lại ở trong nhà thờ, không chỉ dừng lại ở trong nhà thờ. Giống như cuối thánh lễ, ông bà anh chị em nhớ cái câu chúc, và cái câu chúc của linh mục nói với cộng đoàn: thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Nghĩa là thánh lễ trong nhà thờ kết thúc rồi, thì bây giờ ông bà anh chị em trở về nhà, trở về nhà, và mình nối dài, mình sống cái thánh lễ nối dài trong đời sống gia đình của mình, trong mối tương quan. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an, nghĩa là chúng ta đã đón nhận cái bình an, đón nhận lời Chúa, đón nhận tình yêu trong thánh lễ, trong đời sống cầu nguyện, thì chúng ta được mời gọi tiếp tục sống cái tình yêu đó. Không phải là mình chỉ sốt sắng trong nhà thờ, hoặc là mình chỉ đạo đức trong nhà thờ, còn khi mình ra khỏi nhà thờ thì mình lại một con người khác hoàn toàn. Giống như người con thứ hai dạ dạ vân vân, nghe rất là tuyệt vời, nhưng mà lại không sống theo lời của người cha. Cho nên qua hình ảnh của hai người con trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay, Chúa cũng nói về cái địa vị làm con của mỗi người chúng ta trong tương quan với Thiên Chúa, là cha yêu thương chúng ta và tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Để chúng ta nhận ra tình yêu thương của ngài, ngài luôn muốn ban ơn cứu độ cho chúng ta, ngài luôn muốn ban tình yêu, sự sống của ngài cho chúng ta, và đồng thời ngài muốn chúng ta cộng tác với ngài, đi vào trong vườn nho của ngài, cộng tác với những gì có thể. Tuy nhiên, với sức riêng của con người chúng ta, có khi chúng ta lại rơi vào cái cách ứng xử của cái người con thứ nhất. Mình có khi mình lắc đầu, mình cảm thấy khó chịu trước lời Chúa dạy cho chúng ta. Chúa dạy sống yêu thương, bao dung, công bằng, tha thứ. Nhưng mà hỏi chứ chúng ta áp dụng trong đời sống của mình nó dễ không? Thưa không dễ đâu. Nhiều khi chúng ta cảm thấy khó chịu trước lời mời gọi của Chúa. Cho nên với lời Chúa ngày hôm nay, xin cho chúng ta luôn khám phá cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài là một người cha, còn tất cả chúng ta là những người con, để rồi chúng ta sống cái tình hiếu thảo với cha trên trời, và đồng thời chúng ta sống tình anh chị em với những người sống xung quanh, bắt đầu từ trong gia đình của mình, giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa chúng ta, giữa gia đình chúng ta với gia đình xung quanh, để qua đời sống yêu thương của chúng ta diễn tả một cái dung mạo, một cái gương mặt của Thiên Chúa là cha chúng ta, là đấng yêu thương và giàu lòng thương xót. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.